Xin chào các bạn đã đến với kênh Vlog của Hồng Nguyễn. Đây là một cái mâm cơm chay hai món rất là đơn giản mà mình muốn chia sẻ đến các bạn. Đó là cái món canh cần nấu khế và cái món khoai tây kho sả. Thì nguyên liệu ở đây mình sẽ có là một bó cần nước, 100g nấm đông cô, một trái cà chua, một ít rau thì là và ngò gai, một cọng bơ rô, một ít đậu hũ chiên, hai củ khoai tây để mình kho và ba trái khế và một ít sả bằm với sả bào nè và ớt sừng. Thì nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi ha, và bây giờ mình cùng bắt tay vào làm nha. Trước tiên thì mình sẽ đi cắt cái phần khoai tây này nè. Khoai tây thì mình thái lát như vậy nè, rồi sau đó mình cắt miếng vuông như quân cờ, mình cắt vừa ăn thôi. Mình không có cắt lớn quá mà cũng không có nhỏ quá. Thì lớn quá thì nó sẽ không có thấm gia vị, mà nhỏ thì chút nó kho sẽ dễ bị nát. Cho nên mình chỉ cắt như vậy thôi ha. Rồi cái phần khoai tây mình cắt xong rồi thì mình để đi cắt nấm. Thì nấm mình cắt miếng vừa ăn như vậy nè, mình cắt đôi cũng được. Nhưng mà này mình thái lát như vậy luôn ha. Thì cái này tùy thích á, cắt miếng vừa ăn là được rồi. Và cà chua thì mình thái muối cao. Cái món này mình nấu đơn giản như vậy nhưng mà ăn ngon lắm các bạn. Thay vì cần thì mình nấu cá, thì hôm nay mình nấu chay thì mình nấu với đậu hũ. Và bây giờ mình sẽ đi làm cái phần khoai tây này nha. Khoai tây thì mình sẽ cho vào đây một ít dầu và mình chiên sơ nó ha, để cho cái phần khoai nó không có bị nát. Rồi mình chiên một vài phút, khoai nó rám mặt như vậy nè, thì mình sẽ vớt nó ra, mình để nó qua một bên ha. Và bây giờ mình sẽ đi phơi cái phần sả bào này trước. Rồi sả thì mình phi nó vừa vàng tới thôi ha. Tại vì mình không có phi cháy quá thì nó sẽ bị đắng. Và bây giờ nó vàng vàng như vậy nè, rồi mình sẽ vớt nó ra, mình cho nó qua một cái rây á, cho cái dầu nó rớt xuống rồi chút nữa cái sả nó sẽ giòn ha. Và mình lấy cái dầu này lại nè. Bây giờ mình đi ra mình kho khoai tây. Rồi sau khi dầu nó nóng rồi thì mình sẽ cho cái phần sả vô mình xào trước ha. Rồi tiếp theo là phần ớt bằm. Thì ở đây mình bằm một trái ớt ra ha. Này là ớt sừng thôi, còn thích ăn cay thì các bạn có thể cho ớt hiểm tùy mình nha. Sau khi sả với lại ớt nó thơm rồi nè, thì mình sẽ nêm vào đây nước tương. Ở đây thì mình cho 4 muỗng nước tương. Một muỗng cà phê hạt nêm. 2 muỗng cà phê đường. Và mình có thể nêm nếm lại tùy khẩu vị nhà mình ha. Mình cho vào đây 4 muỗng nước. Rồi cho cái phần gia vị này nó hòa tan rồi nè. Và bây giờ mình sẽ cho khoai tây vô đây mình kho. Rồi bây giờ mình đảo nhẹ nhàng thôi ha, rồi mình để đó mình kho. Cái này kho rất nhanh luôn, đơn sơ vô trên mạng nó rất là ngon luôn các bạn. Rồi khoai tây nó nước nó kẹo kẹo như vậy nè là được rồi nè. Thì mình cho cái phần sả phi vô đây ha. Đó, nhìn thấy hấp dẫn không các bạn, nhìn đơn sơ nhưng mà ăn nó ngon lắm, thơm lắm luôn. Và bây giờ mình cho sả phi, mình cho một nửa thôi ha, còn nửa là để chút nữa mình trang trí cho nó đẹp. Và tiếp theo thì mình đi nấu canh. Rồi cho dầu vô ha. Và bây giờ mình phi cái phần bơ rô mình băm ra nào nè.
Rồi sau khi bo rô nó thơm rồi thì mình sẽ cho nấm đông cô qua đây mình xào. Và mình nêm vào đây một muỗng cà phê hạt nêm. Rồi đảo sơ qua đây nha, cho nấm nó thấm gia vị chút xíu thôi. Và bây giờ mình cho nước vô. Rồi mình cho một tô như vậy hơn một chút ha. Khoảng gần 1 lít đó các bạn. Thì nhà mình khoảng 4 5 người thì mình nấu như vậy là vừa rồi nè. Rồi mình nêm vào đây một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng canh đường. Cái này thì mình nêm theo khẩu vị nhà mình ha, các bạn có thể nêm tùy thích khẩu vị nhà mình như thế nào. Và tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây ba trái khế. Cái khế này thì mình nếu mình thích ăn chua nhiều mình có thể cho thêm ha. Và mình cho luôn cái phần cà chua vào đây luôn. Nhưng mà cái này mình nấu chua vừa vừa thôi, chua nhẹ là ngon các bạn, chua quá nó không ngon đâu. Rồi sau cùng là mình cho cái phần đậu hũ vô nè. Rồi mình nấu sôi lại ha. Bây giờ mình có thể nêm nếm lại. Và sau cùng là mình sẽ cho cái phần cần nước vô. Đó, đơn sơ vậy thôi nhưng mà ăn rất là ngon. Cái này mình ăn bún cũng ngon lắm các bạn. Mà hôm nay mình ăn cơm, mình làm với lại món khoai tây kho sả, ăn cơm rất là ngon luôn. Đó, những cái bữa chay như vậy nè, ăn rất là đơn giản mà rất là ngon luôn. Rồi, canh nó sôi rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho cái phần thì là với ngò gai và ớt sừng vô. Rồi sau khi mình đã cho thì là với ngò gai vào rồi ha, cái nồi canh nó sôi bùng trở lại thì mình sẽ tắt bếp và mình dọn ra bàn mình ăn thôi. Đây là mình bưng cả cái nồi canh này xuống bàn luôn, không có phải múc ra vì cái nồi này nó rất là gọn nè. Rồi một dĩa khoai tây kho sả nữa nè và một ít nước mắm chay ha. Và mình xin mời cả nhà cùng mình thưởng thức cái mâm cơm chay này nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha.